Đúng không ạ? Câu số 1. Câu số 1 các bạn, ta sẽ có thí nghiệm ra công thức dầu ăn vào NaOH này, đun sôi nhẹ khuấy đều đỗ thủy tinh này, thỉnh thoảng thêm nước cất này, 3-4 ml NaCl bão hòa, khuấy nhẹ sau đó để nguội này. Bước 1 có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật, đúng, bởi vì hai thằng này nó đều là gì? Nó đều là chất béo. Được chưa? 2 này, B này, ở bước 2 nếu không liên tục khuấy đều phản ứng sẽ ra chậm vì dầu ăn không tan trong dịch NaCl, đúng tiếp. C, sau bước 3, sau khi để nguội ta thấy phần trên dung dịch có một lớp chất lỏng màu vàng đục là sai nhá, là chất rắn màu trắng, sai. Mục đích chính của việc thêm nước cất là để tránh sản phẩm bị thủy phân là sai, để sản phẩm bị thủy phân nhiều hơn chứ, nên sai. Vì vậy nên ở đây của chúng ta chỉ có hai nhận định đúng thôi, nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Thì mình xin chia buồn với những bạn mà đã comment đáp án B, được chưa? Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời, đúng không ạ?